Thưa quý vị và các bạn, sử dụng đèn LED trong canh tác hoa cúc đã không còn xa lạ với bà con nông dân trồng hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Vì nghiên cứu cho thấy quang chu kỳ ảnh hưởng đến quá trình ra hoa của cây hoa cúc. Nên để đảm bảo chiều cao cây, chất lượng cành hoa, sản xuất hoa cúc cắt cành phải chiếu sáng bổ sung bằng việc thắp đèn khoảng 8 giờ mỗi đêm. Với diện tích khoảng 3.000 hecta hoa cúc thì mỗi năm nông dân Lâm Đồng phải bỏ ra hơn 31 tỷ đồng chi phí tiền điện. Nhằm tiết kiệm điện cũng như là nâng cao hiệu quả sản xuất hoa cúc, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây rau và hoa đã xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau để hiểu rõ hơn về lợi ích kép mà chúng tôi muốn nói đến. Anh Bùi Hữu Đức là một trong 30 nông hộ tham gia mô hình tại phường 12 thành phố Đà Lạt. Các nông hộ này được hỗ trợ 70% chi phí giống hoa cúc đóa vàng và các vật tư nông nghiệp bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dây, bóng đèn và một số vật dụng khác. Đồng thời, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, rau và hoa cũng thường xuyên có mặt trên đồng ruộng để hướng dẫn nông dân canh tác hoa cúc theo quy trình kỹ thuật đạt chuẩn. Trong thực tế, đèn LED khi sử dụng có độ bền gấp từ 5 đến 10 lần so với các loại đèn khác, nông dân lại vừa tiết kiệm 2/3 lượng điện năng tiêu thụ. Thì từ sử dụng bóng đèn râu cho tới bóng compact, rồi bây giờ chuyển qua bóng đèn LED, thì so ra là nó lợi cho mình nhiều lắm. Lợi thứ nhất là về cái tiền điện hàng tháng này, thì nó chỉ còn có 1/4 thôi. Và cái hạ tầng mình bắt bóng, bắt đồ đó, nó rất là nhẹ nhàng. Không có phải đầu tư nặng như trước nữa. Nhưng mà đưa lại bù lại là cái có lẽ là cái bước sống của cái ánh đèn LED nó hợp với cái cây hơn, cho nên là khi sử dụng bóng LED thì cây nó lên đẹp. Qua thực tế cho thấy tỷ lệ cây cho thu hoạch trong mô hình đạt 98%, cao hơn ngoài mô hình 12%. Tỷ lệ cành hoa loại 1 trong mô hình đạt 85%, cao hơn ngoài mô hình 20%. Nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy cành hoa cúc thẳng, khỏe, chiều dài cành khoảng 80cm, nụ hoa và nhụy hoa đồng đều. Với chất lượng vượt trội, sản lượng hoa cúc trong mô hình được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá trung bình là 20.000 đồng một cành, đạt doanh thu khoảng 930 triệu đồng một hecta một vụ, cao hơn khoảng 150 triệu đồng một hecta so với ngoài mô hình. Hiện tại trên địa bàn toàn phường thì đa số là bà con nông dân đã chuyển gần hết qua bóng đèn LED để hạ cái tỷ lệ giá thành mà tiền điện hàng tháng đây, tăng năng suất lượng cây trồng. Mặt khác, các nông hộ trong và ngoài mô hình đã được tập huấn kỹ thuật sản xuất hoa cúc thương phẩm, áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED một cách khoa học, hiệu quả và bám sát điều kiện sản xuất thực tế tại địa phương. Từ đó người dân áp dụng thành công vào mô hình của mình và có khả năng truyền đạt lại kiến thức cho những nông hộ khác. Đây là một cơ sở rất quan trọng để nhân rộng mô hình trong thời gian sắp tới và là điều kiện rất tốt nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng hoa cúc trong thời gian đến. Đối với cây hoa cúc đó là cây ngày ngắn thì cái việc mà bổ sung ánh sáng cho cây hoa cúc đó là điều bắt buộc để nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm. Thì Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây rau hoa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện những cái dự án là xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hoa cúc áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED, đem lại cái ánh sáng cung cấp chuyên dụng thì cây hoa cúc sẽ sinh trưởng phát triển rất là tốt, và từ đấy thì tăng cao tỷ lệ mà cái hoa thương phẩm đạt chất lượng. Và cái mục tiêu là không những là chỉ là cung cấp cho thị trường trong nước mà hướng tới là cái sản phẩm để mà xuất khẩu ra nước ngoài. Mặc dù giá đầu vào của bóng đèn LED cao hơn so với giá của bóng đèn compact, nhưng tuổi thọ đèn LED cao và giảm hơn 2/3 chi phí điện năng, nên đầu tư đèn LED sẽ ở mức chi phí hợp lý. Có thể thấy, mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED đang góp phần nâng cao chất lượng hoa cắt cành từ Đà Lạt, Lâm Đồng.